Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Tập 9. Chương 81. Bất động minh vương Triệu Vô Cực. 5. Sau khi phụ thể, hai mắt Chu Trúc Thành đồng thời chuyển màu. Mắt trái màu lục, mắt phải màu lam, tóc dài xóa trên lưng. Trong quá trình di động thân thể tạo thành ảo ảnh làm kẻ khác rất khó biết vị trí chính xác của nàng. Mà công kích của nàng cũng cực kỳ ghê gớm. Lợi chảo luôn tìm chỗ yếu hại hạ thủ. Triệu Vô Cực buộc phải phóng ra vũ hồn của mình. Chu Trúc Thanh ra tay rất đúng thời cơ, đúng lúc Triệu Vô Cực phát lực chấn vỡ Lam Ngân Thảo của Đường Tam. Sau khi đẩy lùi Tiểu Vũ, trong nháy mắt bị thoát lực, công kích của nàng cũng không đủ phá vỡ công kích của Triệu Vô Cực. Nhưng ngay sau khi Triệu Vô Cực hoàn thành vũ hồn phụ thể, công kích của Chu Trúc Thanh liền không dễ dàng sinh hiệu quả. Thân thể Triệu Vô Cực như là chế tạo từ cương thiết, dưới sự huy kích toàn lực của nàng, miêu chảo cũng chỉ phá được y phục trên người Triệu Vô Cực. Nhu kỹ của Tiểu Vũ lần đầu thất bại, bất luận nàng phát lực như thế nào, cũng không cách nào làm thân thể Triệu Vô Cực di động chút nào. Kể cả sau khi nàng lật về phía sau, hai tay đánh vào bộ vị quan trọng nơi đùi Triệu Vô Cực, nhưng cũng vẫn chẳng thu được hiệu quả gì. Tiểu Vũ trong lòng khẩn trương nhưng nàng không có biện pháp đối phó. Kỳ thật, cũng không phải nhu kỹ của Tiểu Vũ không mạnh, mà bởi vì nhu kỹ của nàng hoàn toàn bị Triệu Vô Cực khắc chế. Kỹ năng hồn hoàn thứ nhất của Tiểu Vũ phải dựa vào thân thể mềm dẻo khống chế được đối thủ mới có thể phóng thích, thuộc loại nhất kích tất sát. Nhưng lực lượng của nàng so với Triệu Vô Cực chênh lệch quá lớn, cho dù có Đường Tam trợ giúp, cũng không khống chế được Triệu Vô Cực. Trừ khi hồn lực của nàng có thể đạt tới trình độ của Triệu Vô Cực, nếu không đối với Triệu Vô Cực, nhu kỹ của nàng đúng là hiệu quả kém cỏi nhất. Làm Ngân Thảo bị phá, sắc mặt Đường Tam nhất thời trở nên tái nhợt, nhưng hắn không có chút nào do dự vọt tới trước, đằng mạn thô to lại xuất hiện trên người Triệu Vô Cực. Làm cho thân thể đang chuẩn bị phát lực của hắn trì trệ trong chốc đúng là hiệu quả của Lam Ngân Thảo đệ nhị hồn hoàn kỹ năng. Dựa vào thời cơ trong chớp mắt này, Đường Tam đã đi tới trước mặt Triệu Vô Cực, mà Chu Trúc Thanh cũng vô thanh xuất hiện tại sau lưng Triệu Cực. Một chảo hướng cổ họng, một chảo hướng bên tai, đều là vị trí hiểm yếu của con người. Thừa dịp Triệu Vô Cực còn không có tránh thoát Lam Ngân Thảo, Đường Tam chợt hướng ngực Triệu Vô Cực huy xuất một quyền. Triệu Vô Cực cười to sang sảng, cũng không vội tránh thoát Lam Ngân Thảo, ngực vươn ra, rõ ràng là hắn muốn nhìn xem Đường Tam có bao nhiêu lực lượng. Đường Tam đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, Triệu Vô Cực tiếng cười tắt ngấm, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện. Một quyền nhìn như toàn lực của Đường Tam đánh vào ngực mình, nhưng lại nhẹ vô cùng, mà hắn lại đem hồn lực tập trung tại trước ngực, nhất thời có cảm giác dùng sai. Lực xuất hiện. Đương nhiên lực lượng của Đường Tam và Tiểu Vũ không đủ lay động thân thể Triệu Vô Cực, nhưng nếu là lực lượng của chính hắn thì lại khác. Đường Tam đánh ra một quyền đột nhiên biến thành trưởng, trưởng hút ngược về phía sau, khống hạc cầm long xuất ra ngay lúc Triệu Vô Cực dụng sai lực, nhất thời kéo thân thể Triệu Vô Cực lảo đảo một cái. Đồng thời chân phải đưa ra phía trước, đá vào chân Triệu Vô Cực. Cho dù hồn lực Triệu Vô Cực mạnh mẽ, dưới tình huống này cũng mất đi thăng bằng. Đường Tam nắm bắt thời cơ một điểm cũng không thua Chu Trúc Thanh, dựa vào khống hạc cầm long xảo diệu. Hắn đem lực lượng của mình cộng với Triệu Vô Cực đã lay động được thân thể Triệu Vô Cực. Khởi Đường Tam hét lớn một tiếng, hai vai dùng sức đem thân thể Triệu Vô Cực nhấc lên. Tiểu Vũ. Lần đầu tiên Triệu Vô Cực hoàn toàn cách mặt đất, rốt cục kỹ năng của Tiểu Vũ có không gian phát huy. Hai chân thon dài trong nháy mắt quấn quanh bên hông Triệu Vô Cực, hai tay nắm cổ hắn, trên người quang mang hồn hoàn thứ nhất đại phóng. Mang theo thân thể Triệu Vô Cực kịch liệt xoay tròn tại không trung ba vòng, hướng đỉnh đầu Triệu Vô Cực xuống phía dưới nặng nề nện xuống mặt đất. Công kích lúc trước của Chu Trúc Thanh mặc dù không tạo được phá hư hiệu quả, nhưng cũng quấy nhiễu Triệu Vô Cực. Hợp lực ba người rốt cục hoàn thành một đợt công kích. Một cây Lam Ngân Thảo khá to hình thành trước một sát na lúc Tiểu Vũ mang theo thân thể Triệu Vô Cực sắp đánh xuống đất quấn quanh eo nàng. Đỉnh đầu Triệu Vô Cực xoay tròn đâm xuống đất, mà Tiểu Vũ được Lam Ngân Thảo giữ lại,
tại không trung xoay người một cái phiêu nhiên hạ xuống. Oanh! Thân thể khổng lồ sau khi vũ hồn phụ thể của Triệu Vô Cực nện thẳng xuống đất, cả đầu hoàn toàn ngập vào trong bùn đất. Tiểu Vũ phiêu nhiên hạ xuống phía trên đầu Đường Tam, mũi chân điểm tại vai phải Đường Tam, song trưởng giang ra giữ thăng bằng, từng ngụm thở hào hển. Công kích vừa rồi nàng đã sử dụng toàn lực, nếu không nhờ sự xảo diệu của Khống Hạc Cầm Long của Đường Tam, nàng cũng vô pháp hoàn thành kỹ năng mà bản thân phải tập trung hai hồn hoàn. Tiểu Tam, có phải chúng ta ra tay quá nặng? Tiểu Vũ có chút khẩn trương hỏi. Đường Tam lắc lắc đầu, Triệu sư phụ còn chưa có dùng hoàn kỹ mà. Hắn liếc mắt nhìn cây nhang bên kia. Lúc này cây nhang chỉ mới cháy được 1/3 mà thôi. Nhưng đợt liên thủ vừa rồi, Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh ba người đã đem hết toàn lực sử dụng rồi. Làm ngân thảo ký xanh trên người Triệu Vô Cực rất nhanh bị Đường Tam thu hồi. Hắn hoàn toàn không muốn Lam Ngân Thảo của mình lại bị đối thủ phá nát. Mặc dù Lam Ngân Thảo tiêu hao hồn lực không nhiều lắm, nhưng nếu luôn bị phá hư đối với hồn lực Đường Tam vẫn còn là tiêu hao phi thường lớn. Song trưởng Triệu Vô Cực chống lên mặt đất, đem đầu mình kéo lên. Lúc trước mấy người Đường Tam không có nhìn kỹ, lúc này mới thấy hình dáng vũ hồn phụ thể. Triệu Vô Cực toàn thân đều bao trùm một tần tông mao dày đặc. Thân cao hơn 2 thước rưỡi, toàn thân cơ bắp nổi cuộn, con người màu vàng phóng thích khí tức bá đạo, 7 hồn hoàn không ngừng chuyển động quanh thân thể. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 82, Ám khí của Đường Tam, 1. Đôi bàn tay Triệu Vô Cực trở nên to lớn vô song, nhìn giống như hai cái quạt theo như lời ước hẹn với Đường Tam. Triệu Vô Cực cũng không xuất hồn lực. Hắn chọn người yếu nhất trong bọn là Chu Trúc Thanh đánh tới trước, thậm chí hắn cũng chưa từng nghĩ phải dùng tới vũ hồn phụ thể. Đối với 76 cấp hồn lực như hắn mà nói, mấy người 27 cấp hồn lực quả thật là rất yếu ớt, hắn chỉ hướng bọn nhỏ xem xét tí thôi, có chăng là hoạt động cơ thể một chút. Ví ý nghĩ khinh thường như vậy, hơn nữa, Đường Tam ba người cùng chữ Vĩnh Vinh có thập tháp lưu ly hỗ trợ, đều đã vượt qua 30 cấp. Cũng nhờ tập trung mà đạt tới trình độ phối hợp hoàn hảo, làm cho Bất Động Minh Vương gặp thất bại nhất thời. Triệu Vô Cực đấm hai bàn tay vào mặt đất, tức giận nói, mẹ nó, xem ra phải cùng các người đánh thật rồi. Tiểu Bạch, ngươi cười cái gì, ngày mai tìm ta thật chiến, nghe không? Á! Đang ở một bên nhìn Triệu Vô Cực đo đất, Đái Mộc Bạch vốn cười trộm, lúc này nghe xong rốt cuộc không còn cười được nữa. Bọn nhỏ, đến đây, chúng ta tiếp tục đánh. Triệu Vô Cực đi nhanh tới phía bọn Đường Tam, Tiểu Vũ. Hai người này phối hợp ăn ý, gây ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Tiểu Vũ, Lưu Tinh Nhân truy. Đường Tam khẽ quát một tiếng. Tiểu Vũ nhấn mũi chân vào đầu vai Đường Tam nhảy lên. Nhưng lúc này không phải giơ tay đánh về phía trước mà là dùng chân đá về phía đầu Triệu Vô Cực. Cùng lúc đó, hơn 10 căn Lam Ngân Thảo đồng thời từ thân thể Đường Tam phát ra, từ mọi hướng phóng về Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực phách một chưởng về Tiểu Vũ, nhưng không ngờ được Tiểu Vũ còn chưa tới gần hắn đã đột nhiên thay đổi phương hướng. Một chưởng này của hắn đương nhiên cũng đánh vào khoảng không. Tiểu Vũ từ một hông phóng qua, một cước đá vào đầu vai Triệu Vô Cực. Bởi vì, lưu tinh trùy nghĩa là lấy người làm ám khí, bằng Lam Ngân Thảo quấn quanh, Đường Tam khống chế thân thể Tiểu Vũ tại không trung, linh hoạt phát động công kích, đáng tiếc. Bọn họ đối mặt với Triệu Vô Cực có lực phòng ngự cực mạnh, mặc dù hắn né tránh không có gì đặc sắc, nhưng muốn tổn thương thân thể thì không phải là chuyện dễ dàng gì. Bình thường, ám khí chia làm 4 loại, cầm, ném, cơ quan, phun. Lưu tinh trùy mặc dù có hiệu quả như ám khí, có thể ném ra, có uy lực lẫn hiệu quả bất ngờ, nhưng cũng không thể xem giống như là loại ám khí thông thường khác được. Triệu Vô Cực bị dính một cước này cũng sững sờ, đôi mắt rốt cục cũng toát ra vài phần chăm chú. Mấy đứa nhỏ này có thể là đệ tử sau này của hắn, nếu cứ như thế này pháp sinh, chính mình sau này làm sao mà dạy dỗ chúng được. Chu Trúc Thanh cũng không chịu đứng yên.
mắt thấy Triệu Vô Cực tập trung chú ý tới Đường Tam hai người, nàng liền phóng ra hồn hoàn. Hai mắt một la một lục mở to, không một tiếng động vọt tới trước thân thể trong nháy mắt bay lên không, cả người xoay tròn, phóng về phía Triệu Vô Cực. Tại cơ thể nàng xuất hiện hai trảo ảnh, chính là đệ nhị hồn hoàn, U Minh Trảo. Bằng vào thân thể xoay tròn, cộng với trảo bén nhọn, lực xuyên thấu gia tăng cực hạn, trong thời gian tích tắc công kích trăm lượt, lại tập trung cùng một chỗ, uy lực cực kỳ kinh người. Triệu Vô Cực bị Tiểu Vũ đá trúng, lại thêm Chu Trúc Thanh dùng chảo đánh sau lưng. U Minh Chảo trăm khí tựu như một, cấp tốc xoay tròn như xỉ luân, nhanh chóng cắt vào sau lưng Triệu Vô Cực. Hống! Một tiếng giống giận của Triệu Vô Cực vang lên, trong mắt phát ra tia lạnh lẽo, hai nắm đấm co lại, trên người hồn hoàn thứ bảy chợt phỏng ra, sáng bừng lên. Mãnh liệt kim quang cơ hồ trong nháy mắt bộc phát, thi triển U Minh Chăm Chảo là Chu Trúc Thanh bị chấn kích bay ra xa, trong không trung phát ra tiếng kêu thảm. Đái Mộc Bạch dùng tốc độc cực nhanh, xuất hiện tại nơi nàng rơi xuống, đón lấy nàng rơi vào tay, nhưng lại phát hiện Chu Trúc Thanh bị chấn kích ngất xỉu, hai tay buông thõng. Đồng thời, gặp phải tai ương còn có Tiểu Vũ, nàng một cước đá trúng Triệu Vô Cực, thân thể bị Lam Ngân Thảo của Đường Tam quấn lấy. Khi Triệu Vô Cực phát động, Đường Tam cũng dùng Lam Ngân Thảo quấn lấy thân thể Triệu Vô Cực. Dưới tác dụng của kim quang mãnh liệt, mọi lực công kích đều vô hiệu. Tiểu Vũ mặc dù không thảm như Chu Trúc Thanh nhưng bị chấn kích trong khoảng cách gần bị bay ra, Lam Ngân Thảo của Đường Tam bất luận gần hay xa. Trong khoảng cách ba thước đều bị Triệu Vô Cực chấn động bay ngược về, gần thì bị chấn động nát hết. Ba âm thanh đau đớn cơ hồ phát ra đồng thời. Bị thương nặng nhất chính là Chu Trúc Thanh, tiếp theo là Tiểu Vũ. Bị chấn động mạnh, Tiểu Vũ tại không trung còn lơ lửng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy, truyền sang Lam Ngân Thảo truyền vào tâm khảm Đường Tam. Đường Tam mặc dù bị thương nhẹ nhất, nhưng Tiểu Vũ bị chấn động trong Lam Ngân Thảo truyền tới làm hắn không còn giữ được bình tĩnh. Triệu Vô Cực thi triển chính là đệ nhất kỹ năng Bất Động Minh Vương Bảo Thân, mặc dù chỉ là trăm năm hồn hoàn, nhưng cùng với hồn kỹ phát động, hiệu quả lớn hơn rất nhiều. Bằng 7-16 cấp hồn lực, trăm năm hồn hoàn này cũng đủ hiệu quả, chấn bay bọn Đường Tam ba người hợp kích. Đây là hồn thánh chính thực lực. Chữ Vĩnh Vinh cũng khẩn trương trong lòng, lúc này căn hương mới đốt được một nửa. Thất Tháp Lưu Ly mặc dù có tác dụng hỗ trợ khác, lại chưa có khả năng trị liệu. Nàng chỉ có hai cái hồn hoàn, hoàn toàn chưa có khả năng trị thương. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 83, Ám Khí của Đường Tam, 2. Triệu Vô Cực nhanh chóng đứng lên, từng bước tiến dần về phía Đường Tam, trong lòng bàn tay phát ra hồn hoàn thứ hai. Ngửa mặt cười lớn, bàn tay trong nháy mắt biến thành màu vàng, thể tích tăng lên gấp 2. Trực tiếp hướng về Đường Tam đánh tới. Tiểu Vũ lúc này đang ở trong lòng Đường Tam, tự nhiên không thể để nàng chịu đòn này, và cũng làm hắn mất đi khả năng tránh né. Lúc này hai mắt của Tiểu Vũ đột nhiên sáng lên, biến thành màu đỏ trực tiếp nhìn về Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy trong đầu rung động, một trường tự nhiên cũng chậm lại, hồn lực mới phát được phân nửa, trong mắt kim quang lại phóng ra, tốt. Đây là mê hoặc hồn kỹ à. Tiểu Vũ trong mắt màu đỏ đang nhìn chừng vào Triệu Vô Cực, mắt hiện kim quang, đột nhiên kêu hừ một tiếng, xuất huyết trong lòng Đường Tam. Đường Tam nhân cơ hội này, xuất phát quỷ ảnh mê tung thoát ra khỏi phạm vi công kích. Triệu Vô Cực, do vậy một chưởng cũng không đánh ra, hắn sợ làm thương tổn mấy đứa nhỏ này. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Đường Tam kêu lên vài tiếng, mang huyền thiên công chút vào cơ thể Tiểu Vũ. Nhưng Tiểu Vũ một chút động tĩnh phản ứng cũng không có. Triệu Vô Cực cũng không truy kích, đứng tại chỗ nói, nàng ta không có việc gì, mê hoặc hồn kỹ tuy có hiệu quả lớn. Nhưng thi triển với người có đẳng cấp chênh lệch cao như ta, thì đương nhiên bị hồn lực cắn trả. Tựa như Lam Ngân Thảo của ngươi với ta vô tác dụng vậy. Để cho nàng nghỉ một đêm, mai sẽ tỉnh lại. Ánh mắt hướng về phía chữ Vĩnh Vinh, Triệu Vô Cực mỉm cười nói, không cần ra tay. Thập Lưu Ly bảo nha đầu,
các ngươi thua rồi, mấy người các ngươi vẫn còn quá kém. Ngay cả một nén hương cũng không trụ được. Đây là vấn đề chênh lệch thực lực quá lớn. Ôm Tiểu Vũ mềm mại trong lòng, Đường Tam trong mắt lộ rõ tình cảm trìu mến, lại thập phần thánh khiết. Hắn vẫn ôm Tiểu Vũ trong lòng, chậm rãi xoay người đi tới chữ Vĩnh Vinh có thể chiếu cố Tiểu Vũ dùm ta một tí chăng. Chữ Vĩnh Vinh sửng sốt một chút, rồi thu hồi thập tháp lưu ly, đón Tiểu Vũ vào lòng, có vũ hồn hỗ trợ, đương nhiên ôm một nữ hải thì không khó nhọc gì. Giao Tiểu Vũ cho chữ Vĩnh Vinh, Đường Tam xoay người hướng Triệu Vô Cực đi tới. Triệu Vô Cực sửng sốt một chút nói, thế nào? Ngươi còn muốn tiếp tục sao? Ngay cả ta cũng chưa công kích một lần nào. Hồn hoàn thứ hai kim cương trưởng của ta không chỉ như vậy thôi đâu. Triệu Vô Cực đương nhiên là chưa xuất toàn lực, nhưng mấy đứa nhỏ trước mắt muốn gia nhập học viện này, thực lực của chúng cũng làm hắn kinh hãi. Chẳng những mỗi người có đều có sở trường đặc sắc, lại không cùng tập luyện trước mà phối hợp ăn ý như thế, tương lai tiền đồ không thể lường được. So với ba gã đệ tử của học viện không thua kém gì. Hắn sở dĩ nghiêm khắc một tí, chẳng qua muốn đập tan sự kiêu căng của mấy đứa nhỏ này. Trước đây Sử Lai Khắc học viện cũng không phải chưa từng có học viên kiêu căng, nhưng vì kiêu căng mà hạn chết phát triển. Triệu Vô Cực không hy vọng mấy đứa nhỏ này đi vào con đường sai lầm đó. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Đường Tam thể hiện dũng khí làm hắn rất hài lòng. Đường Tam lắc đầu nói ta cũng không phải cùng ngài tiếp tục khảo thí. Triệu Vô Cực có chút thất vọng, nói vậy ngươi nhận thua à? Đường Tam vừa lắc đầu vừa nói, ta hy vọng có thể cùng ngài thật sự đánh. Một lần nữa bắt đầu. Xin mời ngài đốt một cây hương mới, nếu ta có thể duy trì trong một nén hương. Vậy xin ngài cho phép chúng ta bốn người đồng thời tiến vào Sử Lai Khắc học viện. Triệu Vô Cực khuôn mặt cười cợt nhìn Đường Tam nói, vậy nếu ngươi không làm được thì sao? Đừng quên, vừa rồi bốn người các ngươi cùng tiến lên mà còn thua. Đường Tam có thể chính mình cùng Tiểu Vũ ra quyết định, nhưng chưa thể đại diện cho hai người còn lại. Hắn quay đầu về chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Lúc này, Chu Trúc Thanh được đái mộc bạch định khớp cánh tay lại, cũng tỉnh táo đôi chút, chỉ là hơi thở mỏng manh. Mặc dù không muốn nằm trong lòng đái mộc bạch, nhưng cũng không có khả năng tự đứng lên. Chữ Vĩnh Vinh nhìn Đường Tam cười. Đường Tam, chúng ta là chiến hữu, từ nhỏ ta đã được dạy, không thể nghi ngờ chiến hữu. Nếu không được, chúng ta cùng đi khỏi, dù sao chúng ta cũng đã không đạt đợt kiểm tra vừa rồi. Đế đô học viện chắc cũng thu nhận chúng ta. Đường Tam nhìn hướng Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Thanh tựa hồ không có nói chuyện có chút do dự, lưỡng lự nhưng cũng hướng Đường Tam gật đầu. Mặc dù hôm nay mới là lần đầu gặp mặt, nhưng đồng đội đã tín nhiệm Đường Tam, và lại năng lực của Đường Tam lại trội hơn nên cũng phần nào tin tưởng. Xoay người, đối mặt với Triệu Vô Cực, nếu chúng ta thất bại, chúng ta cùng nhau rời đi. Triệu Vô Cực nhìn mấy đứa nhỏ trước mắt, càng nhìn càng thấy thích, ha ha cười to, được, tốt lắm. Đến đây cho ta xem, rốt cuộc ngươi còn có năng lực gì. Không thể để các ngươi thất vọng được. Đường Tam hai chân đứng hình chữ bát, toàn thân chậm rãi ngưng tụ công lực. Lúc này hắn không thèm che giấu thực thực của chính mình nữa. Tiểu Vũ đang bị hôn mê gây nên kính động mạnh mẽ trong lòng hắn, nội tâm tự trách bản thân mình, không thể bảo vệ hảo muội, nếu không thu hồi chút công đạo, thì sao xứng với hai chữ đại ca. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 84, Ám Khí của Đường Tam, 3. Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng tín nhiệm của các nàng làm cho các nàng thấy sức mạnh thực sự. Như đái mộc bạch, không hiểu sao cũng muốn so sánh hồn lực với bốn vị trẻ tuổi kia, nhất là với Đường Tam, lại có niềm tin lớn hơn. Đường Tam nhớ kỹ Huyền Thiên Lục có một câu nói, vĩnh viễn không nên mơ mộng giả heo ăn cọp, rất dễ trở thành miếng mồi thiệt. Bây giờ hắn mới hoàn toàn hiểu được những lời này. Nếu vừa rồi đối mặt không phải là Sử Lai Khắc sư phụ, mà là địch nhân thì Tiểu Vũ rất khó mà tránh thoát, mà chính mình không còn ra tay thì phải chăng sẽ hối hận cả đời. Cho nên Đường Tam quyết định không che giấu, hắn cũng nghĩ thông suốt,
đối với vị bất động minh vương Triệu Vô Cực này, thực lực chính mình đã đạt tới trình độ nào. Không có Thất Lưu Ly hỗ trợ tốc độ cùng sức mạnh, Đường Tam rõ ràng cảm thấy cơ thể mình chầm xuống một chút, hai tay đong đưa lên xuống, cho cơ thể thích ứng trạng thái, đồng thời hai tay hắn dần biến thành màu trắng, trắng như ngọc, mười ngón lúc đó tựa hồ có khí lưu truyền nhàn nhạt. Nhắm hờ hai mắt, để đối thủ không phát hiện đã hoàn toàn đổi thành màu tím, Triệu Vô Cực rõ ràng cảm giác hơi thở của Đường Tam có chút thay đổi. Rõ ràng hồn lực cũng không có, nhưng do đâu làm cho hồn thánh như hắn lại cảm thấy có chút nguy hiểm. Một đứa trẻ 29 cấp cũng làm cho mình có cảm giác nguy hiểm sao? Triệu Vô Cực có chút không tin, thúc giục bất động minh vương đệ nhất hồn hoàn kỹ năng, hướng Đường Tam đi đến, bước tới từng bước, đi cẩn thận, mỗi bước xem chừng có chút run rẩy. Triệu sư phụ, cẩn thận! Đường Tam đột nhiên ngửa đầu lên, tử quang trong mắt phát ra cường đại, chứng kiến hai mắt màu tím, Triệu Vô Cực lại càng hoảng hốt, bước chân chậm lại. Dù sao, cũng có kinh nghiệm bị ánh mắt mê hoặc của Tiểu Vũ làm khốn đốn rồi. Nhưng rất nhanh, Triệu Vô Cực phát hiện hai mắt tím của Đường Tam không có chức năng công kích, mà ngay lúc hắn vừa chậm lại, Đường Tam nhả hai cánh tay buông sóng hai bên hông, ngước nhìn lên. Vút, vút, mười đạo hàn quang từ hai tay Đường Tam phóng ra, phân biệt hai mắt, vai, cổ họng, trái tim, đầu gối, bụng dưới của Triệu Vô Cực phóng tới. Mười đạo hàn quang công kích các vị trí khác nhau, hơn nữa là những vị trí yếu hại. Tiếng xé gió chói tai vang lên, Triệu Vô Cực lại càng hoảng sợ. Hắn, đối với các loại khả năng thì không am hiểu nhất là nhanh nhẹn, mặc dù có vũ hồn phụ thể, tốc độ cũng gia tăng đôi chút. Nhưng vì hình thể to lớn, hơn nữa lại ỷ vào lực phòng ngự kinh người, hắn thường lựa chọn phương cứng đối cứng với những đối thủ bình thường. Đối mặt với sự công kích kỳ lạ, cùng với sự chính xác của mười đạo hàn quang, Triệu Vô Cực phản ứng rất nhanh, đôi hùng trưởng giơ lên một chút, chắn ngay cặp mắt yếu hại vào phần bụng dưới, gầm nhẹ, toàn thân hồn lực phát ra, toàn thân bất động minh vương căng lên. Đường Tam bắn ra mười đạo hàn quang, thân thể không ngừng chút nào, lập tức bước theo quỷ ảnh mê tung, lui về phía sau. Mười âm thanh cơ hồ cùng vang lên. Mười đạo hàn quang đều đâm trúng Triệu Vô Cực, nhưng đều bị bắn ngược lại, không tạo cho thân thể Triệu Vô Cực chút xíu thương tổn gì. Đường Tam trong lòng thầm giật mình, phải biết rằng hắn vừa bắn ra 10 căn thấu cốt đinh tại tiểu hình ám khí thư. Thấu cốt đinh xem như là một loại ám khí nặng, hơn nữa hắn thúc nội lực, tăng thêm khả năng xuyên thấu, nhưng cũng không làm thương tổn Triệu Vô Cực tí nào, có thể thấy rằng Triệu Vô Cực có lực phòng ngự mạnh mẽ. Đái Mộc Bạch nói rằng hắn không có chút sơ hở nào cũng là có đạo lý. Không hề có sơ hở sao? Đường Tam hiện lên một tia hàn ý. Không có sơ hở, thật ra toàn thân đều sơ hở. Chỉ có khác một chút chính là tự mình tận dụng được sơ hở đó. Lui về phía sau, Đường Tam vung hai tay như cánh bướm xuyên hoa. Từ trong tay hắn hoặc tiền, hạc đạn không ngừng nhắm vào các chí yếu hại của Triệu Vô Cực mà bắn ra. Triệu Vô Cực trong lòng giật mình. So với Đường Tam càng ngạc nhiên. Đối thủ như vậy lần đầu tiên hắn gặp phải, nếu song phương thực lực ngang bằng, hắn biết chính mình hẳn là thất bại. Đường Tam bắn ra ám khí, không những chính xác mà còn công kích các vị trí khác nhau, làm cho né tránh cực kỳ khó khăn. Liễu Diệp Đao, Phi Hoàng Thạch, Kim Tiễn, Thấu Cốt Đinh, các loại ám khí được Đường Tam dùng thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ phóng ra. Có bay thẳng, có bay xéo, lại vòng sau lưng, nhưng mục tiêu chỉ có một, là thân thể của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cảm giác được lực xuyên thấu của ám khí rất mạnh, nếu không vận chuyển bất động minh vương, ngay cả chính mình cũng có thể bị thương. Bất quá, trải qua tiếp xúc rất nhanh, Triệu Vô Cực cũng biết được lực công kích của ám khí Đường Tam, toàn thân óng ánh kim quang của bất động minh vương hộ thể, phóng về phía Đường Tam. Nhìn thấy Triệu Vô Cực phóng tới, với kim cương trưởng hùng hậu, nhưng hắn không chút bối rối, dưới chân bộ pháp biến đổi, lui nhanh về phía sau, làm ngân thảo phiêu phiêu xuất hiện ngăn trở giữa hắn và Triệu Vô Cực. Độ cứng của Lam Ngân Thảo không thể ngăn cản Triệu Vô Cực, nhưng chỉ hoãn chút thời gian thì vẫn được, không chỗ nào không có Lam Ngân Thảo quấn quanh.
mỗi lần cũng chỉ là một lam ngân thảo bám vào chân Triệu Vô Cực, làm tốc độ của hắn chậm lại, cho chính mình cơ hội DIEU tiết lại nội lực bằng vào lam ngân thảo cùng quỷ ảnh mê tung. Đường Tam mặc dù tốc độ không bằng Triệu Vô Cực nhưng chính Triệu Vô Cực cũng không thể đuổi kịp hắn, kim cương trưởng vài lần suýt đánh trúng. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 85, Ám khí của Đường Tam, 4. Đường Tam sau khi bắn ra một lượt ám khí thì không tiếp tục công kích, chỉ chuyên lo chạy, né công kích của Triệu Vô Cực. Đường Tam sở dĩ yêu cầu cùng Triệu Vô Cực đối chiến, một vì thông cảm với bốn người kia, phần vì muốn có không gian rộng lớn để né tránh, và cũng không cần cố kỵ điều gì. Lúc này, với những người xung quanh đang xem cuộc chiến, tất cả đều tập trung chăm chú, nhất là tại Đường Tam trên người liên tục phát ra ám khí trong thời gian ngắn, làm bọn họ trong lòng ngập tràn ngạc nhiên. Bất luận là Chu Trúc Thanh hay Chữ Vĩnh Vinh và còn Đái Mộc Bạch đều âm thầm phát lạnh trong lòng, bọn họ đều phát hiện, nếu là chính mình thay Triệu Vô Cực, nhất định đã bị trúng ám. Khí, ám khí của Đường Tam trăm ngàn kỳ quái, lộ tuyến càng kỳ dị, muốn né tránh thật sự là chuyện khó khăn. Cho dù xuất thân là Thất Lưu Ly dòng tộc, kiến thức sâu rộng, Chữ Vĩnh Vinh cũng không biết tới một loại gia tộc chuyên lấy ám khí làm phương tiện công kích như vậy, nhưng có thể cảm giác được hiệu quả cường đại của ám khí. Cây hương như vậy đã đốt cháy được 1/3 chiều cao của nó. Đang truy đuổi Đường Tam, Triệu Vô Cực dừng lại mắng, hay cho tiểu tử ngươi, muốn trì hoãn thời gian sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Để tam hồn hoàn kỹ, gia tăng trọng lực, Triệu Vô Cực xuất ra để tam hồn hoàn, màu tím đích thị ngàn năm hồn hoàn phóng ra. Nhưng không phải tác dụng lên cơ thể hắn, mà là rót xuống phía dưới, đi vào trong lòng đất. Đường Tam chợt cảm thấy hai chân trì nặng, cơ thể trở nên chậm chạp, phảng phất như chính mình gia tăng trọng lượng gấp đôi. Mà Triệu Vô Cực rõ ràng không bị ảnh hưởng, hướng về hắn vọt tới mang theo ý cười nhàn nhạt, tựa hồ như muốn bảo xem người trốn tránh được tới khi nào. Thật là hồn kỹ mạnh mẽ. Dưới tác dụng của trọng lực, tốc độ của Đường Tam chậm lại rõ ràng. Mặc dù quỷ ảnh mê tung cũng tinh diệu, nhưng với ảnh hưởng của trọng lực, đã có chút khó khăn khi tránh né công kích của Triệu Vô Cực. Đã vài lần suýt lãnh đủ kim cương trường cực mạnh của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực liếc liếc mắt qua cây hương đang cháy, đã qua được một nửa thời gian. Hắn trong lòng cũng có chút lo lắng. Chính mình, đường đường là Bất Động Minh Vương, đối phó với một thiếu niên 12 tươi cũng phải lao lực. Chuyện này truyền ra ngoài không phải là đề tài đàm tiếu của mọi người sao? Đứa nhỏ này nhất định thu nhận, nhưng chàng khảo thí này cũng phải chấm dứt thôi. Nghĩ vậy, Triệu Vô Cực phóng ra hồn hoàn thứ tư. Tử quang lóng lánh phát ra. Kẻ khác ngạc NNHIN chính là Triệu Vô Cực cũng xuất ra hồn hoàn thứ tư, tựa như một con mắt bám theo người Đường Tam. Đây là cái gì? Đường Tam trong lòng chấn động, màu tím bao bọc cơ thể hắn, nhưng không gây cho hắn chút cảm giác có hại gì. Triệu Vô Cực hả hả cười, ép ta xuất ra bốn hồn hoàn, người có đủ tư cách trúng tuyển. Vừa nói, hắn vừa dụng lực xuống hai chân, cả người từ mặt đất nhảy lên. Đường Tam nhanh chóng chuyển vị trí, nhưng hắn giật mình phát hiện, tại không trung, Triệu Vô Cực cũng theo phương hắn di chuyển mà đổi hướng, như cùng chính hắn luôn đối diện. Hắn cũng biết đây là hồn hoàn kỹ năng thứ tư của Triệu Vô Cực, định vị truy tung. Một khi tập trung, tại trong vòng trăm thước hắn đều có thể trong nháy mắt thu hẹp khoảng cách. Kỹ năng này đối với sự tu luyện hồn sư mà nói là vô tác dụng, nhưng đối với Triệu Vô Cực thì tác dụng cực lớn. Trong nháy mắt thu hẹp khoảng cách với đối thủ, phát động công kích. Vì muốn chấm dứt trận đấu, hắn mới phát ra kỹ năng này. Đường Tam trong mắt hàn quang, xem ra kế hoạch của mình có chút không ổn. Mắt thấy không thể nào thoát khỏi Triệu Vô Cực, hắn không hề né tránh. Mắt nhìn Triệu Vô Cực đang hạ xuống chỗ mình, lập tức phát động đệ nhị hồn hoàn kỹ năng, ký xanh. Nhân lúc dùng lam ngân thảo truy cản Triệu Vô Cực trước kia, hắn đã âm thầm phóng ra ký sinh trên người, lúc này đột nhiên siết chặt Triệu Vô Cực trên không. Đường Tam chọn lựa đúng thời cơ phát động ký sinh, như vậy
có thể ngăn cản công kích của Triệu Vô Cực. Đường Tam hai tay nhấc lên, chỉ nghe tang, tang. Vài tiếng phát ra, sáu đạo hàn quang từ ống tay áo mạnh mẽ xé gió, hướng về phía mặt Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực mặc dù lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng đột nhiên xuất hiện nỏ tiễn bay ra, dọa hắn nảy người lên. Phanh một tiếng nổ, kim quang tán loạn, chẳng những tránh thoát Lam Ngân Thảo đang trói buộc, mà còn đánh bay sáu tụ tiễn. Đường Tam am hiểu nhất thứ gì? Trước kia, không chỉ là phóng ám khí mà là các loại ám khí. Đột nhiên, nỏ tiễn phát ra, Triệu Vô Cực cả người phát lạnh. Hắn, Bất Động Minh Vương mặc dù đánh bay được tụ tiễn, nhưng cũng biến sắc, lực tụ tiễn thật là cường đại. Khống Hạc Cầm Long đồng thời xuất ra, cản trở tấn công của Triệu Vô Cực. Đường Tam cũng đồng thời nhảy lùi, nhưng vẫn chưa thoát được tầm trưởng phách không của Triệu Vô Cực đang đánh tới. Song trưởng thu lại, ngực chuyển động, một loạt tiếng ong. Ong vang lên, một chùm hàn quang lòe lòe của cương châm mang theo một cỗ phong vụ từ ngực Đường Tam xuất ra, đón nhận chiêu thức của Triệu Vô Cực. Đường Tam đời trước được coi như là một đại sư ám khí, máy bắn ám khí mà hắn chế tạo chính là loại không cần chốt mở. Chỉ cần cơ thể co rút lại có thể kích động ám khí phóng ra, kẻ khác khó lòng phòng bị. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Truyệnđọcviệt.com Chương 86 Ám khí của Đường Tam 5 Làn hơi mà Trà Hương mang theo làm cho Triệu Vô Cực trong đầu choáng váng. Phòng ngự của Bất Động Minh Vương thân tự nhiên giảm xuống một nửa. Cũng ngay lúc ấy, Triệu Vô Cực rõ ràng cảm giác được trên ngực một trận đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn xuống, hoảng sợ phát hiện một chùm cương châm do Đường Tam bắn ra đã xuyên qua phòng ngự của Bất Động Minh Vương thân, toàn bộ đâm vào trên ngực hắn. Cảm giác tê liệt và đau nhức trong nháy mắt thông qua hệ thống thần kinh truyền vào trong não Triệu Vô Cực. Có độc, Triệu Vô Cực trong lòng chấn động. Nhanh chóng thúc động Bất Động Minh Vương thân của mình, mạnh mẽ chấn rơi toàn bộ cương châm ra ngoài cơ thể. Nhưng độc tố đã theo hơi thở cùng với máu truyền vào trong cơ thể hắn. Đường Môn không chỉ có ám khí, độc dược của Đường Môn cũng là nhất tuyệt. Mặc dù Đường Tam mấy năm nay cũng không có cơ hội thu thập độc vật, nhưng hắn cũng không có lãng phí con rắn mạn đà la lúc trước. Từ rắn mạn đà la lấy ra chất độc rồi bôi vào ám khí. Vào thời khắc mấu chốt, phát huy tác dụng lớn nhất. Kiện ám khí này của hắn là một trong số ít những loại ám khí có thể phá. Hộ thân cương khí hắn mang theo, tên là Hàm Sa Xạ Ảnh đương nhiên, với phòng ngự quá mạnh mẽ Bất Động Minh Vương thân của Triệu Vô Cực. 64 thanh cương châm mà Hàm Sa Xạ Ảnh bắn ra cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm xước ra hắn mà thôi. Nhưng như vậy là đã đủ rồi. Tốc độ của Mạn Đà La mặc dù không đủ để làm cho Triệu Vô Cực mất đi năng lực chống cự, nhưng làm cho hắn phải chia bớt một bộ phận hồn lực ra ngăn cản chất độc lan tràn. Điều này đã cho Đường Tam có được thời gian thở dốc bất quá. Thân hình Triệu Vô Cực tuy dừng lại nhưng cũng không để Đường Tam tiếp tục đào thoát. Ngược lại, hắn đón Triệu Vô Cực vọt lên. 10 ngón tay đồng thời bắn ra, 10 đạo kim quang tại không trung chợt lóe lên rồi biến mất. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí không thể phát hiện sự tồn tại của chúng là một cao thủ ám khí thì việc nắm chắc thời cơ phóng ám khí tất nhiên là cực kỳ quan trọng. Đường Tam không thể nghi ngờ là đã làm được điều này. Hắn lựa chọn thời điểm đúng lúc Triệu Vô Cực vừa mới thúc động Bất Động Minh Vương thân chấn rơi ám khí trên người, lực phòng ngự khi đó bị yếu đi một lúc. Nhờ vào khả năng nhìn rõ ràng của Tử Cực Ma Đồng, Đường Tam không chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi động tác của đối thủ, thậm chí có thể thấy được dao động mạnh yếu của hồn lực xung quanh người Triệu Vô Cực. Nếu không hắn làm sao có thể tìm được sơ hở của đối thủ một cách hoàn hảo như thế. Đây mới chính là tác dụng lớn nhất của Tử Cực Ma Đồng. 10 đạo kim sắc hào quang mạnh mẽ xuyên thấu phòng ngự của Bất Động Minh Vương thân, lặng lẽ đâm sâu vào thân thể Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy trên người từng đợt đau nhức đồng thời truyền đến. Với tinh thần kiên cường của hắn mà cũng không nhịn được hít sâu một hơi, toàn thân bùng lên sự đau đớn người. Triệu Vô Cực có chút phẫn nộ, miệng gầm nhẹ một tiếng, đệ ngũ hồn hoàn màu đen lấp lánh thần bí kia chợt sáng bừng lên.
Tiếng gầm mạnh mẽ khiến cho cả học viện Sử Lai Khắc run rẩy. Đường Tam chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến áp lực thật lớn, thân thể không chịu khống chế phóng về phía Triệu Vô Cực. Xung quanh thân thể truyền đến áp lực tựa hồ nghiền nát thân thể của mình. Cỗ lực lượng này đã nằm ngoài khả năng chống lại của hắn. Triệu Vô Cực ra sức dùng Kim Cương Hùng Vũ Đệ Ngũ Hồn Kỹ, trọng lực để ép Đường Tam sẽ khuất phục như vậy sao? Đương nhiên không, hắn cúi mạnh đầu, một âm thanh trong trẻo vang lên, kèm theo đó là một mũi tên dài đến 7 tấc chợt bắn ra từ sau lưng hắn. Đích đến chính là cái miệng đang gầm lớn của Triệu Vô Cực. Trong tình huống thân thể đã bị đối phương khống chế mà vẫn có thể giữ được sự chính xác như thế, thật khiến cho người khác phải vỗ tay hoan hô. Khẩn bối hoa trang nỗ, trung hình nỗ tiễn, dùng lưng để khống chế phát xạ. Tuy chỉ bắn được một lần nhưng vì nỏ có thể tích lớn, lấy nỏ có lực đàn hồi lớn nên trong các loại ám khí nó là loại có lực phá hoại cực mạnh. Đây không phải thứ mà tụ tiễn có thể so sánh được. Cùng lúc đó, hai chân của Đường Tam giao nhau, ở mũi chân lộ ra lưỡi dao sắc bén dài khoảng 3 tấc. Một chân bay lên đâm vào cổ họng Triệu Vô Cực, chân còn lại nhẹ nhàng không một tiếng động đâm vào vị trí yếu hại bên dưới. Dưới tình huống rơi vào thế kém, hắn vẫn có thể làm ra phản ứng công kích như thế thì tuyệt đối là kinh khủng. Tốc độ bắn ra của khẩn bối hoa trang nỗ cực kỳ nhanh. Tay của Triệu Vô Cực thậm chí còn chưa kịp đưa lên thì phòng ngự của Bất Động Minh Vương thân đã bị mũi tên mạnh mẽ xuyên qua, hướng vào miệng của hắn mà bay đến. Trong nguy cấp, Triệu Vô Cực biểu hiện ra kinh nghiệm thực chiến của một hồn thánh cường đại. Hắn không một chút hoảng loạn, hai hàm răng cắn chặt lại giữ mũi tên của khẩn bối hoa trang nỗ ở trong miệng. Khẩn bối hoa trang nỗ có lực trùng kích cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù Triệu Vô Cực cắn được mũi tên nhưng hàm răng cũng bị một trận lung lay. Đồng thời, một làn hương ngọt ngào từ mũi tên tỏa ra tiến vào trong miệng, làm cho trong đầu hắn nhất thời một trận mê muội. Khẩn bối hoa trang nỗ chỉ có một cái, Đường Tam như thế nào có thể không ở mặt trên động chân tay. Mũi tên được khoét rỗng, bên trong chứa một ít độc dịch của rắn mạn đà la. Một khi mũi tên đâm vào thân thể của địch nhân sẽ bị đè ép, độc dịch liền bắn ra ngay lập tức. Tuy mũi tên lúc này không có đâm vào thân thể Triệu Vô Cực nhưng hàm răng của Triệu Vô Cực cũng cho nó đủ tác dụng đè ép. Một miệng độc dịch này tự nhiên là không khách khí tống cho hắn phi. Triệu Vô Cực nhổ một miếng nước bọt xuống đất, hai tay đồng thời hóa giải công kích của hai chân Đường Tam. Lúc này, Đường Tam đã bị đè ép đến trước mặt hắn. Ngươi là con nhím sao? Triệu Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá, vì trong miệng hắn còn độc tố của rắn mạn đà la, đầu lưỡi có chút tê cứng, nói chuyện cũng có chút ngọng nghịu, đừng nói là sau này đi tới học viện Sử Lai Khắc. Cho dù là trước kia trong giới hồn sư hỗn tạp hắn cũng chưa bao giờ chịu thua thiệt nhiều như thế. Nhất thời trong mắt hung quang lóe lên, như muốn phát tác. Nhưng công kích của Đường Tam còn không có hoàn toàn chấm dứt. Không biết từ lúc nào, trên tay trái hắn đột nhiên xuất hiện một cây búa nhỏ đen nhánh. Sau khi Triệu Vô Cực đỡ lấy hai chân hắn, tay trái cầm chùy đập về phía mặt Triệu Vô Cực. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại thư viện sách nói miễn phí. Truyệnđọcviệt.com. Chương 87, Đại Tiểu Hương Chàng của Áo Tư Tạp, 1. Không xong rồi. Triệu Vô Cực trong lòng phẫn nộ, quyết định ra tay giáo huấn con nhím Đường Tam này. Tay phải hắn che phía trước, tay trái vỗ một trường phách không vào ngực Đường Tam. Đương nhiên một trường này của hắn cũng không dùng quá nhiều lực. Chỉ là bản thân đã chịu đau khổ, không trả thù một chút thì trong lòng hắn thực sự không thoải mái được. Đây là một trường hắn đánh ra khi đã thu hồi ngàn năm hồn hoàn trọng lực hỗ trợ, nếu không Đường Tam muốn không chết cũng khó. Phanh, phanh, hai tiếng kêu đau đớn đồng thời truyền đến. Thân Đường Tam bị trường của Triệu Vô Cực vỗ bay ra ngoài, một tiếng kêu tự nhiên là do hắn phát ra, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Trước lúc công kích, phải nói là hắn đã tận lực sử dụng cả tâm trí lẫn sức lực, lúc này thân thể đã cạn kiệt. Lại bị Triệu Vô Cực cho một trường, không bị chấn bay mới là lạ. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh phóng lên mặt đất, thân hình chớp động phi thân về hướng Đường Tam đang rơi xuống.
Tiếng kêu đau đớn còn lại đương nhiên là của Triệu Vô Cực, vốn hắn chỉ nghĩ là một loại ám khí khác của Đường Tam thôi, ngăn cản Đường Tam phóng ra cây chùy nọ chẳng phải là chuyện dễ dàng sao. Nhưng khi tay hắn tiếp xúc với ám khí kia, lại nảy sinh cảm giác không đúng. Cây chùy nọ nhìn tuy có vẻ nhỏ bé nhưng lại có lực hùng hậu, mặc dù Triệu Vô Cực kịp thời thúc giục hồn lực. Nhưng dù sao cũng có ý khinh thường, lại bị độc của Mạn Đà La lúc trước ảnh hưởng hòa cùng lực chùy thì hồn lực đã có chút không đủ. Cây chùy nhỏ tiếp xúc với trường trái, đẩy bàn tay vào mặt Triệu Vô Cực, khiến cho hắn nhất thời phun máu. Hơn nữa lòng bàn tay cảm thấy đau đớn khôn tả khiến cả thần trí mơ mơ hồ hồ. Vậy mà cây chùy nhỏ đen đùi đó, sau khi va chạm với tay hắn, thì đã hoàn toàn biến mất. Đường Tam được Đái Mộc Bạch đỡ lấy, lại vừa phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài mà nói, không ai có thể xem là Triệu Vô Cực đã thắng. Lẽ dĩ nhiên không thể nào nói là thực lực của Triệu Vô Cực không mạnh. Dù sao khi cùng thí sinh động thủ, vì sợ thật sự đả thương Đường Tam, lại muốn xem tới tột cùng Đường Tam có thể hiện trình độ cỡ nào, nên tay chân có chút bó buộc. Tuy lực lượng hắn cương mãnh, nhưng lại không quá am hiểu về tốc độ. Đã vậy ám khí của Đường Tam quá sức quái dị, tính toán chính xác làm cho Triệu Vô Cực sao nhãng. Coi như là mất hết thể diện. Nếu thực sự là động thủ, Triệu Vô Cực chỉ cần trực tiếp phát động đệ ngũ hồn hoàn kỹ năng, Đường Tam sẽ bị hắn giết chết. Dù sao thì thực lực hai người vẫn chênh lệch quá lớn. Nếu chỉ là khảo thí, Đường Tam đương nhiên sẽ không liều mạng, nhưng Tiểu Vũ bị hôn mê khiến tâm trạng hắn nổi khùng lên. Lại còn áp lực quá lớn của Triệu Vô Cực gây ra nhất thời làm hắn bộc phát. Đừng nói những người ở đây, cho dù là Tiểu Vũ cũng từng chưa thấy Đường Tam xuất toàn lực như hôm nay. Đái Mộc Bạch nhìn vẻ mặt vương máu của Triệu Vô Cực, vừa muốn cười lại không dám, cao giọng hô to, áo tư tạp, áo tư tạp. Mau lại đây, có sinh ý cho ngươi nè. Thông qua hồn lực khuếch đại âm thanh, chỉ sợ là bên trong. Học viện không ai không nghe được. Rất nhiều năm sau này, khi Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch đã công thành danh toại, trở thành lão đại của Sử Lai Khắc Thập Quái. Có người hỏi hắn trong thập quái, ai là người đáng sợ nhất? Đái Mộc Bạch không chút do dự trả lời, là Nhu Cốt Đấu La Tiểu Vũ. Nguyên nhân rất đơn giản. Vì nàng là cái vảy ngược của Đấu La Đường Tam, dù ngươi trực tiếp trêu chọc Đường Tam cũng không nguy hiểm. Nhưng nếu trêu chọc Tiểu Vũ mà làm Đường Tam tức giận, vậy chính người sẽ gặp phải chuyện kinh khủng rồi. Lúc ấy Đường Tam không còn là thiên thủ đấu la nữa mà trở thành thiên thủ tu la. Đái Mộc Bạch cả đời phong lưu đa tình, thậm chí trong nội bộ Sử Lai Khắc Thất Quái cũng đùa cợt gọi hắn là cái thế dâm oa. Nhưng hắn cho tới giờ cũng không dám trêu chọc đến Tiểu Vũ, bởi vì người thông minh như hắn tuyệt không muốn đối mặt với một Đường Tam thịnh nộ. Mà hết thảy đều do những gì trước mắt hắn bây giờ nhắc nhở. Sinh ý ở chỗ nào? Sinh ý ở chỗ nào? Thanh âm mềm mại của áo tư tạp mang theo vài phần kích động từ xa vang tới. Rất nhanh hắn xuất hiện trước mắt mọi người. Có lẽ bởi vì phản ứng quá nhanh nhẹn mà hắn bỏ chính sạp hàng của mình ở xa mà chạy vội tới. Tiểu áo, lại đây. Đái Mộc Bạch gọi hắn. Áo tư tạp vội vàng chạy tới. Đái lão đại. Là ngươi gọi ta. Đái Mộc Bạch gật đầu, mau lên, tạo hương tràng, bọn họ đều bị thương. Áo tư tạp rất mừng rỡ, 5 hồn tệ một cây, cuối cùng đừng quên trả tiền cho ta. Lão tử là một cây đại hương tràng. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một hồn thú quái dị, ánh sáng lóe lên, một cây hương tràng xuất hiện. Ánh mắt Đái Mộc Bạch chuyển sang Đường Tam, ngươi ăn đi, người này mặc dù tâm bất thiện, nhưng hương tràng của hắn quả thật rất hiệu quả. Đây chính là đệ nhất hồn hoàn phụ ra hương tràng, có thể giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục. Hương tràng thì không vấn đề gì, nhưng Đường Tam vì câu nói kia của áo tư tạp mà nhịn không được bao tử quặn lên. Nhanh chóng khoát tay ta không bị thương nặng, chỉ có chút mệt mỏi thoát lực, nghỉ ngơi chốc lát là tốt rồi. Ngươi mang hương tràng cho 3 người còn lại ăn đi. Nói xong, hắn lập tức ngồi xuống khoanh chân lại. Vận công điều tức Đường Tam không ăn, không có nghĩa là người khác không ăn. Ví như cái vị vừa mất thể diện, áo tư tạp, lại đây, cho ta một cây hương tràng. Thanh âm Triệu Vô Cực có chút mơ hồ. Cũng khó trách hắn,
Mặc dù nhờ vào hồn lực tinh thuần cố ngăn không cho độc lan tràn, nhưng độc tố ở đầu lưỡi của hắn cũng còn gây ảnh hưởng. Áo Tư Tạp tròn xoe cặp mắt, ngươi là ai? Như thế nào lại vào Sử Lai Khắc học viện chúng ta, mà lại còn biết đến tên ta? Hỗn láo, ngươi muốn bị phạt à? Ta là Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực giận dữ, hơi thở hỗn loạn, suýt chút nữa đã phun máu ra. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 88, Đại, Tiểu Hương Chàng của Áo Tư Tạp, 2. Giờ đây vị đại gia được gọi là sư phụ này chỉ muốn nhanh chóng xử lý thương tích, sau đó uy hiếp mấy đứa nhỏ. Ngăn cản chuyện xấu truyền ra ngoài, nếu không, Bất Động Minh Vương hắn sau này sao còn dám lăn lộn giang hồ. À, Áo Tư Tạp rất muốn hỏi một chút, thực lực Triệu Vô Cực hắn biết rõ, lại sao bị thê thảm mức này. Nhưng hắn rất nhanh thấy được ánh mắt của Đái Mộc Bạch. Là người thông minh, Áo Tư Tạp lập tức thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, thể hiện như không có gì xảy ra, đi tới Triệu Vô Cực. Bỏ qua hương tràng vừa rồi, đồng thời ngân sướng lên một tràng chú ngữ, mà mọi người chẳng biết là giọng khóc hay cười. Lão Tử là gốc của hương tràng. Mặc dù bản thân Áo Tư Tạp nhìn qua không bỉ ổi, nhưng khi hắn nói câu này thì vẻ hèn mọn không giấu đâu được. Một cây hương tràng nhỏ xíu như ngón út xuất hiện trong không trung, hắn bắt lấy rất nhanh rồi đưa cho Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cũng không khách khí, nuốt toàn bộ hương tràng. Sắc mặt nhanh chóng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Đái Mộc Bạch cố nén cười, đi về bên Chu Trúc Thanh, lập tức thu hút ánh mắt mãnh liệt của Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh thương tích không nhẹ, nhưng ánh mắt rõ ràng đang nói cho Đái Mộc Bạch, ngươi mà để cho vị hương tràng thúc thúc kia lại đây, ta sẽ giết chết ngươi. Đái Mộc Bạch ra vẻ bất đắc dĩ, hướng nàng lắc đầu, yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi ăn thứ này đâu. Ta thiệt không có cách mà. Chu Trúc Thanh mắt trở nên sắc lạnh, nhắm lại, không thèm nhìn Đái Mộc Bạch. Ăn hương tràng của Áo Tư Tạp xong, mặt Triệu Vô Cực có chút khởi sắc, quần áo trên người do chiến đấu đã bị rách tả tơi, hắn trực tiếp xé một mảng đưa lên chùi vệt máu trên mặt. Tác dụng của hương tràng Áo Tư Lạp còn có tác dụng giải trừ trạng thái bất thường, hai loại tác dụng của hương tràng đều hiệu quả. Tác hại nhìn thấy được của Mạn Đà La dần dần tiêu mất nhưng vẫn làm Triệu Vô Cực đau đớn đến nỗi co quắp cả người lại, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn thấy trên hai tay, khắp thân thể nơi nơi đều phát mụn nhọt, toàn thân đau nhức chính là từ những mụn nhọt này gây ra. Triệu sư phụ, chúng ta có được tính đã vượt qua đợt kiểm tra này không? Bốn gã thí sinh đứng bên, chỉ có mình chữ Vĩnh Vinh lên tiếng hỏi. Triệu Vô Cực quay đầu nhìn lại, chính mình đã được hương tràng chữa lành, tức giận hừ một tiếng, nhóm các ngươi vượt qua kiểm tra. Hắn lúc này không muốn ở lại, vừa bực mình vừa buồn cười, quay người bước đi. Triệu sư phụ, xin chờ một chút. Lúc này, có một thanh âm suy yếu vang lên, Triệu Vô Cực quay đầu nhìn lại, người vừa lên tiếng chính là Đường Tam. Trải qua chút ít thời gian nghỉ ngơi, Đường Tam tinh thần tốt hơn một chút, miễn cưỡng đứng lên. Con nhím nhà ngươi còn có chuyện gì? Các ngươi đã thông qua khảo thí của ta rồi. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn thiếu niên, trong lòng vừa giận lại vừa yêu thích, mặc dù hắn đã mất thể diện, lại bị thương nhẹ, nhưng đứa nhỏ này thể hiện khả năng, chiến lược cùng ý chí kiên cường trong chiến đấu, đích thị là quái vật trong số quái vật. Đường Tam, xin lỗi, vừa rồi ta quá xúc động, lại vì ngài quá cường đại, ta không đủ lực ứng phó nên phóng ám khí vào ngài, vẫn chưa lấy ra, nếu để trong người thì gây ảnh hưởng không tốt. Giấu ở trong bàn tay 10 sợi long tu châm, lúc này đều ở trong cơ thể của Triệu Vô Cực. Cơ thể đang bị thương như vậy tuyệt không có khả năng lấy ra. Vì long tu châm có khả năng tiêu tán, nếu không có nam châm hút ra, một khi đã đông cứng lại, chỉ sợ là Đường Tam cũng mất một thời gian lâu mới lấy ra được. Nếu không, một khi xâm nhập vào mạch máu có thể cắt đứt các mạch máu, gây xuất huyết nội trầm trọng. May là Triệu Vô Cực có khả năng phòng ngự cao và nội lực của Đường Tam chưa đủ nên long tu châm chỉ ghim vào hai tay. Nếu để bắn vào cơ thể, có thể không còn cách nào cứu chữa. Nghe xong Đường Tam nói,
Triệu Vô Cực nét mặt vừa giãn ra vài phần, lại nhìn không được nhíu mày lên, dù sao hắn cũng là một gã hồn thánh. Đối mặt với một đứa nhỏ chưa tới 30 cấp đã phải dùng tới hồn hoàn thứ 5, rõ ràng là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nay lại bị con nhím lợi hại này công kích, khiến cho hắn phải đại khai nhãn giới. Đường Tam đi tới trước mặt Triệu Vô Cực, xác định vị trí của Long Tu Châm, mắt thấy Long Tu Châm đều ở trên tay, chưa xâm nhập vào cơ thể, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đánh cùng Triệu Vô Cực một trận, trong lòng hắn lửa giận cũng nguôi đi, lại có chút hối hận, dù sao cũng là sư phụ, không phải địch nhân, mình ra tay như thế có chút trầm trọng. Thật ra, dưới tình huống lúc nãy, hắn có muốn nương tay cũng không làm được. Tay phải một lần nữa biến thành bạch ngọc, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên vết thương của Triệu Vô Cực xử lý. Ngay cả Khốn Hạc Cầm Long cũng phát xuất, một kim châm màu vàng từ ra tay ngoi lên, Đường Tam dùng sức nắm lấy, kéo ra một cây Long Tu Châm. Triệu Vô Cực bề mặt ra tay sưng lên, toàn bộ Long Tu Châm trong cơ thể lập tức nhú ra, lại cùng chất độc bị cùng một chỗ. Mang đến đau đớn tột cùng, ngay cả Bất Động Minh Vương cũng không nén được đau đớn, trên mặt co quắp lại. Sau khi Đường Tam lấy toàn bộ Long Tu Châm ra, trên người Triệu Vô Cực đã bốc lên một tầng khí nồng đậm, che kín toàn thân đầy mồ hôi do đau nhức, bất quá hắn cũng có chút ngạnh khí, một tiếng hừ cũng không phát ra. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 89, Đại, Tiểu Hương Tràng của Áo Tư Tạp, 3. Vừa ăn hương tràng của Áo Tư Tạp, vết thương trên người Triệu Vô Cực bắt đầu lành lại, cảm giác đau đớn cũng giảm dần. Đường Tam vừa mới khôi phục nội lực lại hao hết, lần này một tiếng cũng không phát ra được, ngất xỉu tại chỗ. May là Áo Tư Tạp đứng kề bên người vội đỡ lấy hắn. Triệu Vô Cực thực lực cường đại, thương thế chỉ là ngoài da, cũng không lo ngại mấy, lại dùng hương tràng của Áo Tư Tạp, trong chốc lát công phu đã khôi phục chín thành. Nhìn vào Đường Tam trong lòng Áo Tư Tạp, Triệu Vô Cực nhíu mày nói, Mộc Bạch, ngươi lo cho bọn họ nhập học. Vũ khí quái dị của Đường Tam rơi đầy đất, ngươi chắn lại không cho ai bước vào, đợi khi nào Đường Tam khỏe lại, tự hắn đi thu thập. Bỏ lại lời này, Triệu Vô Cực xoay người đi. Đưa mắt nhìn theo Triệu Vô Cực đi xa, Áo Tư Tạp lúc này mới đưa Đường Tam đi đến bên đáy Mộc Bạch. Nhìn vào thương thế không nhẹ của Đường Tam, lại thấy Chu Trúc Thanh hôn mê, còn Tiểu Vũ thì đang nằm trong lòng chữ Vĩnh Vinh. Hắn nhịn không được hỏi, hôm nay Triệu sư phụ làm sao vậy? Đại Di Mụ tới sao? Sao lại phát tiết lên mấy người tân sinh này vậy? Đái Mộc Bạch giận dữ nói, có giỏi thì nói to thêm chút nữa, để cho Triệu sư phụ nghe được mới hay. Ông ta bây giờ đang một bụng tức giận, nộ hỏa không biết tìm ai để phát tiết đó. Cái gì mà Đại Di Mụ? Ta xem chính ngươi mới đến tìm đó. Một tháng 30 ngày ngươi đều đi tìm đủ, tháng 2 có 28 ngày lại muốn thêm 2 ngày cho đủ hả? Áo Tư Tạp có chút ai oán nói, không nên nói thô tục như vậy có được không? Nơi này còn có nữ tử mà hay. Hỗn đản nhà ngươi, Đại Hương Tràng thúc thúc, tại địa phương này, có thể thiếu sắc được chăng? Chúng ta trước mặt bọn họ nói thẳng, còn có nhiều lần như vậy nữa. Vừa nói, Đái Mộc Bạch ôm lấy Chu Trúc Thanh từ mặt đất, đối với ánh mắt có thể giết người của Chu Trúc Thanh lạnh lùng, hắn căn bản là không thấy. Áo Tư Tạp nhìn Đái Mộc Bạch, lại nhìn chữ Vĩnh Vinh phía bên kia, thì thầm trong miệng, tại sao người ngươi ôm đều là mỹ nữ, còn ta lại phải mang nam nhân? Tả Mâu Đái Mộc Bạch xoay ngang nói, đây là vấn đề về nhân phẩm. Khi Đường Tam tỉnh lại, ngoài trời đã tối dần, mở hai con mắt mơ màng, hắn phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng. Căn phòng không lớn lắm, ước chừng hơn 10 thước vuông, ngoại trừ cái giường hắn đang nằm, bên cạnh còn có cái giường khác. Áo Tư Tạp đang ngồi trên giường miệng thì lầm bầm chuyện gì không rõ. Đây là đâu? Đường Tam khàn khàn hỏi, trong cơ thể thoáng chút hư nhược. Áo Tư Tạp thấy hắn tỉnh lại, đáp, đây là ký túc xá của chúng ta, sau này ngươi cùng ta ở cùng một gian. Ngươi là Đường Tam hả? Hôm nay ngươi thật dũng mãnh, ngay cả Triệu sư phụ nổi tiếng anh dũng cũng gặp chút khốn đốn từ tay ngươi à. Áo Tư Tạp xoay tròn trong mắt nhìn Đường Tam có chút hưng phấn.
Tiểu Vũ đâu? Nàng thế nào? Đây mới là chuyện Đường Tam quan tâm nhất. Áo Tư Tạp đáp, yên tâm đi, nàng không có việc gì. Nàng ta với cô gái xinh đẹp chữ Vĩnh Vinh ở cùng một gian, qua một đêm là khỏe hẳn. Nàng Thất Tháp Lưu Ly chữ Vĩnh Vinh kia thật là xinh đẹp. Vừa nói hắn vừa nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt hiện ra tia sáng kỳ dị. Đường Tam chống tay, ngồi xuống, nội lực tiêu hao quá nhiều, nếu không cố gắng khôi phục lại, sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của chính bản thân. Ấy, Đường Tam, chúng ta sau này chính là bạn cùng phòng. Trước tiên giới thiệu một chút, thế nào? Ta là Áo Tư Lạp, khí hồn sư cấp 29, vũ hồn là Hương Tràng. Ngoại hiệu Hương Tràng Lão Bản, ngươi có thể gọi ta là Lão Bản chuyên bán Hương Tràng Áo Tư Tạp, cũng có thể trực tiếp gọi ta là Tiểu Áo. Đường Tam cười cười nói, không phải là Hương Tràng Thúc Thúc sao? Phì phì, cái gì mà Hương Tràng Thúc Thúc? Ngày mai, ta cạo râu mép, để cho ngươi thấy ta anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong lưu đích thực. Học viện mới tới có vài vị học muội xinh đẹp, ta không thể là đồ bỏ đi. Đái Mộc Bạch tên kia rõ ràng coi trọng băng nhân mỹ nữ, Tiểu Vũ là của ngươi. Ta đây miễn cưỡng theo đuổi chữ Vĩnh Vinh vậy, ta và Tiểu Vũ chỉ là bằng hữu. Đường Tam nhíu nhíu mày, phương pháp nói chuyện của Áo Tư Tạp làm hắn có chút bực bội trong người. Áo Tư Lạp cười thô bì, nói, được rồi, không bàn nữa, tất cả nam nhân ai cũng hiểu. Mặc dù nàng ta tuổi còn nhỏ nhưng đã xinh đẹp như vậy, lại cùng ngươi đồng hành đến học viện, sao lại không có gì phát sinh? Đái Lão Đại nói, chính là vì Tiểu Vũ bị thương ngươi mới cùng Triệu sư phụ liều mạng, nói các ngươi chỉ là bằng hữu, ai mà tin được. Yên tâm đi, Tiểu Áo ta rất có nguyên tắc, người của bằng hữu không thể đụng tới, ta sẽ không có ý gì với Tiểu Vũ đâu. Nhìn ánh mắt mơ mộng của Áo Tư Tạp, Đường Tam không nói gì, hắn cũng chẳng giải thích, tự mình nhập vào trạng thái tu luyện, bắt đầu khôi phục nội lực. Đêm dài tĩnh lặng, cả Sử Lai Khắc học viện hoàn toàn yên tĩnh. Ban ngày khảo thí, chính là giống như Đái Mộc Bạch suy đoán, ngoại trừ Đường Tam bốn người, không còn ai có năng lực thông qua ba cửa. Năm nay là năm Sử Lai Khắc học viên thu được nhiều đệ tử nhất. Triệu Vô Cực thân là phó viện trưởng, tự nhiên cũng có chỗ ở của riêng mình, lúc này ngồi tại phòng, trong lòng lại có chút phiền muộn không vui. Hắn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, vết thương trên người đều đã khép lại, chỉ là vết thương nhẹ, nhưng lại gây đả kích về tinh thần. Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, mình chính là muốn giãn gân cốt, lại bị mất thể diện, nếu là trước kia hắn sẽ không nghĩ nhiều lắm. Tự mình thu thập Đường Tam, nhưng hiện tại là sư phụ của học viện, chỉ còn cách nuốt cục giận này xuống. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 90, Đại, Tiểu Hương Tràng của Áo Tư Tạp, 4. Đồng thời, hắn cũng rất hài lòng với biểu hiện của Đường Tam. Từ góc độ thiên phú mà nói, Đường Tam so với Đái Mộc Bạch có phần mạnh hơn. Chỉ là hiện tại vũ hồn yếu hơn một tí, nói không chừng tương lai chính là một đại vũ giả. Tay phải nắm lại thành quyền, đấm vào lòng bàn tay trái, Triệu Vô Cực bất đắc dĩ thở dài nói, ta không may xui xẻo, lại gặp phải con nhím này, xem ra, sau này còn muốn dạy hắn cho tốt. Không, nhất định phải thật tốt à. Nói xong câu cuối cùng, trên mặt hiện lên nụ cười có chút tà ác, Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực đang nghĩ sau này nên dạy dỗ Đường Tam như thế nào, thì một thanh âm đột ngột phát ra, làm nụ cười trên mặt hắn lập tức tắt hẳn. Phải biết rằng, hắn là một gã hồn thánh cấp 76, tại Đấu La Đại Lục hồn sư giới này đã là cao thủ. Chính mình xung quanh tồn tại một lớp khí có thể nghe thấy mọi động tĩnh trong vòng 100 thước, ngay cả lá cây rơi xuống cũng có thể nghe rõ. Vậy mà lúc này hắn lại không cảm giác được xung quanh có người, mà thanh âm lại trực tiếp lọt vào tai hắn, tựa như người bên cạnh đang nói chuyện bình thường, loại thực lực này. Triệu Vô Cực cảnh giác đứng lên, thanh âm này hắn không nhận ra, nhưng hắn cảm giác được sức mạnh của người này tuyệt không dưới hắn. Là ai? Đứng thẳng người lên, Triệu Vô Cực trong mắt hàn quang đại phóng, lúc trước tại hồn sư giới danh tiếng hắn cũng không tốt. Cửu gia không ít,
mấy năm nay ở ẩn tại Sử Lai Khắc Học Viện, lòng cũng trầm tĩnh lại, không ngờ bây giờ lại xuất hiện một đối thủ cường đại. Ra đây, một âm thanh như hơi thở phả lại người Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực không chút do dự, xuyên cửa sổ phóng ra ngoài. Hồn lực chợt tăng lên đỉnh điểm, cẩn thận đề phòng, đồng thời cũng tìm động tĩnh xung quanh. Triệu Vô Cực là ai? Bất Động Minh Vương, lúc trước cũng là giết không ít người, bị đối thủ khiêu khích, hơn nữa ban ngày bị một trận buồn bực, làm hắn bừng lên lửa giận, nhắm hướng hơi thở nọ đuổi theo. Trong chốc lát đã đi ra ngoài phạm vi của Sử Lai Khắc Học Viện, tới một rừng cây nhỏ, hơi thở lạ lúc này cũng biến mất. Ra đi, ta biết ngươi ở chỗ này. Triệu Vô Cực trầm giọng quát, đồng thời hắn phát ra hồn lực phụ thể. Bảy hồn lực cao thấp bất đồng đang chuyển động quanh thân thể lóe ra quang mang, nhất là hồn hoàn ngàn năm màu đen tuyền, càng nhìn càng kinh người. Một hắc y nhân chậm rãi đi ra từ sau một cây đại thụ, người này toàn thân hắc y bao phủ, thậm chí ngay trên đầu cũng có một cái nón đen, từ xa nhìn lại hắn chính là một nam nhân. Ngươi là ai? Triệu Vô Cực quát, vũ hồn kim cương hộ thể toàn thân phóng ra dồn dập, không giận mà uy. Hắc y nhân không trả lời hắn, chỉ lạnh nhạt nói, tại địa phương này, ta chỉ muốn cùng Bất Động Minh Vương bàn luận một chút. Đã lâu không hoạt động gân cốt rồi. Vừa nói, hắc y nhân chậm rãi nhìn lên tay phải của mình, một đạo quang mang màu đen xuất hiện từ lòng bàn tay. Ngưng tụ biến thành một vật thật lớn, cùng lúc đó chín hồn hoàn đột nhiên xuất hiện quanh người hắn, hai vàng, hai tím, năm đen. Chín hồn hoàn cũng không chuyển động như của Triệu Vô Cực mà lẳng lặng đứng yên tại vị trí xác định bất đồng trên cơ thể hắc y nhân, bao phủ hoàn toàn cơ thể hắn. Kinh khủng nhất trong chín hồn hoàn chính là cái màu đen bên trong lộ ra sắc đỏ nhợt nhạt. Nếu có đại sư ở chỗ này, nhất định nhìn ra các đồng dạng ngàn năm hồn hoàn có chênh lệch cực lớn. Tỷ như, chín hồn hoàn cấp độ vạn năm hồn thú trên người đồng thời xuất ra như thế nào lại giống nhau. Như vậy tại hồn hoàn có sắc đỏ chính là ít nhất cũng đạt tới chuẩn 9.000 năm. Chứng kiến hắc y nhân trước mặt thả ra chín hồn hoàn, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy lạnh người, toàn thân rùng mình, là một gã hồn thánh. Đối với cao cấp hồn sư thể hiện bên ngoài hắn hiểu rõ, ngoài 60 cấp, đừng nói một cấp, chỉ cần tiến lên một bậc nhỏ cũng nhất định có chênh lệch. Nhìn qua biểu hiện bên ngoài, hắn nhất định nhận ra hắn và hắc y nhân chênh lệch 20 cấp, nhưng càng rõ ràng hơn là so với chênh lệch giữa hắn và Đường Tam, chênh lệch còn nhiều hơn. Phong hào đấu la, khó khăn lắm mới phát ra được 4 chữ, Triệu Vô Cực hay là Bất Động Minh Vương thân thể có chút run rẩy. Nếu nói hắn là hồn sư cao cấp thì phong hào đấu la chính là cực đỉnh cao cấp trong giới hồn sư. So với lời nói kiêu ngạo trước kia, Triệu Vô Cực khom lưng thi lễ, xin hỏi vị tiền bối giá lâm, không biết có gì chỉ dạy tiểu nhân. Ta làm sao dám cùng ngài luận bàn? Hắc y nhân lạnh nhạt nói, có cái gì mà không xứng? Người ban ngày khi dễ mấy đứa nhỏ, lúc đó chẳng phải khỏe lắm sao? Ta phát hiện, khi dễ người khác có cảm giác rất tốt. Không sai, đúng rồi. Để ta khi dễ ngươi xem sao. Tất nhiên người cũng có thể cho rằng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Không có một hơi thở mạnh nào phát ra, hắc y nhân cầm trong tay một vật thật lớn, từng bước đi tới Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trong đầu suy nghĩ thật nhanh, phong hào đấu la trong đại lục mỗi người đều có danh. Số lượng cực ít, vị phong hào trước mặt này rõ ràng là tu luyện khí vũ hồn lại càng hiếm, rốt cuộc là vị nào đây? Đột nhiên, hắc y nhân còn cách Triệu Vô Cực 10 bước bỗng dừng lại, nếu tới rồi thì ra đi. Một hay hai người có khác gì nhau? Các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Đấu La Đại Lục của tác giả Đường Gia Tam Thiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.